Trời ơi, ai hát mà tôi nói hát cái giọng gì đâu mà tôi giận quá không được luôn á. Ê ê, nó xuất phát từ nhà của ông Mùi á. Ê Hòa khuyên bà đi, biết đâu bà ngừng hát. Đi đi. À, chị thì ăn ở không, tôi bán ở nhà tôi, nhưng mà cũng làm việc từ sáng cho tới tối chị ơi, cho nên tôi rất cần những cái thời giờ nó yên tĩnh để được nghỉ ngơi đó chị. Bất bình trước thú vui mới của hàng xóm, bà Bảy Gõ quyết tâm trả đũa. Chứ sao mà ông nói chuyện với người ta đi, trời hát chuyện này là chết người đó. Vậy à, chuyển bằng cái giờ này qua giờ khác. Ấy luôn má ơi. Bởi tình làng, vì sự yên bình trong khu phố, ông Giảng Sự Thông lại phải đứng ngủ chịu sạo. Không có để cho bà con chồng sống nghỉ ngơi. Diễn biến tiếp theo của loạt phim ngắn Gia Đình Lý Sự 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.